Xin kính chào thầy cô và các bạn. Hôm nay mình xin làm cái bài tập về điều khiển hai con led bằng hai switch và một cái công tắc LED của mình. Bắt đầu là mình bắt đầu, sau đó là cấu hình cổng. Nếu mà switch được cặp thì mình có xét là nút 1. Nếu mà nút 1 là on thì led 1 sáng, nút 0 là led 1 tắt. Nếu mà nút 2 on thì led 2 sáng và lại led 2 tắt. Nếu mà switch không được bật thì cả hai led thì tắt, rồi sau đó là kết thúc. Mình xong cái lưu đồ, sau đây là cái phần chương trình của mình. Đây là mình cấu hình khai báo biến và cấu hình cổng. Mình đặt chân sức là led 1 và led 2. Mình cho nó chạy vô cái dòng lọc. Nếu mà cái nút SW được bật thì mình kiểm tra là nếu mà nút 1 là nó bật thì led 1 đã đảo trạng thái, tức là nó sáng. Mình kiểm tra cái tiếp theo, mình kiểm tra cái nút 2 có được bật hay không. Nếu mà nút 2 được bật thì mình đảo trạng thái led 2 là nó sẽ sáng. Trường hợp còn lại là led 1 tắt, cả hai led đều tắt. Sau đây là cái phần cứng mà chạy chương trình. Khi mình tắt cái nút công tắc thì không có led sáng. Khi mình bật công tắc, nhấn nút 1 thì là mình thấy led 1 sáng. Rồi, cảm ơn thầy cô và các bạn đã quan tâm theo dõi.